em đang ở một cái không gian xanh mát và nhiều cây cối lắm. Nhìn từ xa như này mọi người đoán là em đang ở đâu? Đây có một khu biệt thự đúng không ạ? Nhưng mà không phải đâu, em đang ở trên tầng Garden, là tầng 3 của tòa chung cư Eco Park. Và hôm nay thì em mới có dịp lên cái tòa này lần đầu tiên nên là em cũng quay lại để cho các anh chị, những người mà ở xa chưa biết được thì các anh chị có thể ngắm nhìn. Đây, đây là không gian của một căn hộ chung cư này. Đấy là những cái khung cửa sổ, và chiếc khung cửa sổ này là một cái màu xanh bát ngát luôn. Nhưng mà đây lại không phải là biệt thự, không phải là thấp tầng mà chính là cao tầng. Đây là một cái rất là vô cùng là giá trị của những cái căn hộ garden. Những căn hộ mà có vườn trên cao, nhưng mà không phải là một cái khu vườn bình thường mà một khu vườn vô cùng rộng lớn. Đây, ngút ngàn tầm mắt như này luôn. Ê, đây là nơi mà em đang đứng ở tầng garden của Sky Oasis. Và ở tầng 3 này thì mình có thể là nhìn ngút ngàn ra cái màu xanh của Eco Park đây. Thì đây là cái em nghĩ là đây là những cái giá trị của những cái căn thấp tầng ở Eco Park. Bởi vì là thực ra là đối với những cái nơi khác ấy, thì là những căn tầng thấp thì mọi người sẽ không được yêu thích lắm, bởi vì có thể là lo lắng là nó hơi bụi hoặc là hơi ồn ào. Nhưng ở đây thì hoàn toàn mọi người không phải lo lắng cái điều đấy. Và ngược lại thì với những căn thấp tầng tại Eco Park thì mọi người lại cảm giác như mình được gần thiên nhiên hơn, được chạm tới thiên nhiên hơn, và mọi người được hưởng chọn cái không khí của thiên nhiên một cách gần gũi nhất. Thì đấy là giá trị của những căn garden. Thì đây là nơi mà em đang đi này, mọi người có nhìn thấy không, màu xanh này. Những cái căn ở kia trong phòng nó sẽ là view đẹp kinh khủng khiếp. Ngày xưa bao nhiêu lần bao nhiêu lần mà em được ở trong những căn phòng mà kiểu khi mà mình có những căn phòng giữa rừng á, mình mở cửa ra là nhìn thấy rừng, và em luôn ước mơ là một ngày nào đó mà mình có một cái căn phòng đẹp như vậy. Bởi vì cái cảm xúc là mình ở trong phòng mình và bên ngoài khung cửa sổ là cây xanh, nó thật sự rất là hạnh phúc, rất là happy. Và thường là những cái căn mà thấp tầng, căn biệt thự thì mình mới có cái không gian như vậy. Nhưng mà với cái khu, những cái khu mà garden như này thì mình ở trên, mình là chung cư, mình ở trên tầng, mọi người vẫn được hưởng thụ cái không gian sống đầy cây xanh như vậy. Đây, phía trước mọi người này, em cho mọi người nhìn thấy này. Đây là một cái không gian rất là giá trị, là cái tiện ích chung của những cái căn hộ ở trên tầng 3. Bởi vì đây là một cái không gian mà chung để cho mọi người được hưởng thụ. Đây là cái rạp chiếu phim rất là lớn ở trên tầng 3 này, với những cái bậc cầu thang để cho mọi người ngồi ở đây. Nếu mà buổi tối này gia đình mình dẫn nhau ra đây ngồi nó rất là gần gũi. Đây cũng có một gia đình này, một gia đình các anh chị đang đi chơi ở trên tầng. Bây giờ em sẽ dẫn mọi người lên một cái bậc thang để đi lên cái bể bơi ở này. Vì là ở tòa chung cư Eco Central Park gia đình Vinh mình cũng sẽ có một cái tầng mà nó giống như cái tầng này, tức là một tầng garden, một tầng mà có đến 2.000 mét vuông về tiện ích, và có một cái bể bơi vô cực vô cùng đẹp. Thì đây là cái bể bơi vô cực trước mắt mọi người đây ạ. Mọi người sẽ nhìn thấy này, vì hôm nay là mùa đông cho nên là tạm thời thì là bể bơi đang không hoạt động, nhưng mà mọi người sẽ hình dung được là sau này cái bể bơi của mình sẽ là một cái bể bơi mà phóng tầm mắt rộng bao la như vậy, trong một cái khung cảnh xanh mát trên tầng cao. Tiếp tục giới thiệu cho mọi người xem những cái tiện ích sống ở trên cái khu vườn garden chung như này. Đợt trước mà khi mà Eco Central Park ra mắt cái tòa chung cư Central Park Garden và mô tả về cái tầng 4A là cái tầng có những tiện ích như vậy, thì em rất là tò mò á. Nào em cũng cảm thấy là ui, ước gì mình được nhìn thấy thực tế một cái hình dung về cái căn hộ mà Eco Park đang giới thiệu. Và hôm nay thì em được nhìn thấy đây, cảm thấy thực sự là sung sướng và thực sự hiểu được tại sao là những căn garden nó lại có giá trị như vậy. Bởi vì là ngày xưa mà khi mà Eco Park mở bán thì những cái căn ở tòa garden thì luôn luôn là có giá cao hơn những cái căn khác, và cũng sẽ là những căn mà sẽ là quỹ riêng, quỹ thưởng, hoặc là sẽ phải đấu giá để có được những căn đấy. Đây phía trước mọi người này là một cái phòng tập gym ở trên tầng garden, rất là tươi mát. Thanh niên này đang đi dạo bộ ở trên tầng. Em nghĩ là cái giá trị lớn nhất của cái không gian trên này á, là cả gia đình mình có một cái không gian nó giống như một cái khu vườn riêng của gia đình mình luôn. Khu vườn riêng của gia đình mình. Và mình có thể là về đến nhà là mình ra đây, cả gia đình ra đây mình ngồi, mình chuyện trò, hoặc là muộn hoặc là tối, và nếu mình không có điều kiện để mình đi xuống dưới thì mình có thể ra đây. Đây có một cái khu vui chơi cho các bé này ạ.
Đây này, một cái khu vườn cho các bé vui chơi. Các em nhỏ có thể là lăn lê bò trườn ở đây, ngồi bập bênh ở đây. Bố mẹ ngồi ở đây thì thong thả nói chuyện và có cái không gian để mình, thậm chí là mình có thể picnic ở trên này. Đây, em nghĩ là cái bàn này giống như thế là phong cách của bàn ngồi mà ăn dùng tiệc. Và ở đây cũng có, chủ đầu tư cũng rất là tinh tế này, có những cái bồn nước rửa tay cho mọi người tiện lợi. Đây, đây là một màu xanh mát. Thực ra là em cũng không biết là không biết dùng từ gì để diễn tả hết được cái cảm xúc này, nhưng mà thật sự là nó rất là happy, nó rất là tuyệt vời luôn. Đây, toàn bộ phía trước, toàn bộ xung quanh là không gian của một tầng garden. Mình sẽ phóng tầm mắt từ đây, phóng tầm mắt lại này. À, ở trên, từ ở trên đây này mình nhìn này, thông qua cái cầu kính này mình sẽ nhìn xuống, đây. Đây là một cái tuyến phố đi bộ. Và em nghĩ là Eco Park Vinh cũng đang triển khai một cái tuyến phố đi bộ mà mình sẽ lấy ý tưởng, lấy concept từ những cái mà cái tốt nhất, cái đẹp nhất và được làm từ Eco Park Hưng Yên mang về, để mang đến những cái trải nghiệm tốt nhất và phù hợp với văn hóa của người Nghệ An và phù hợp với văn hóa ở Vinh. Thì em nghĩ rằng là những cái điều đấy nó sẽ vô cùng giá trị, bởi vì là mình đã từng làm, chứ Eco Park đã từng rút kinh nghiệm ở Hưng Yên và mang về Vinh. Đó. Cho nên là tất cả những cái gì mà làm hài lòng con người, làm hài lòng cư dân á, thì mọi người đều đúc rút kinh nghiệm và đem đến và đem về Vinh cho mọi người. Đây ạ, đây là không gian này, không gian ở những cái căn shop house phía dưới này, em cho mọi người xem. Đây có các bạn trẻ này, bạn trẻ đang ngồi ăn uống này, hai bạn trẻ đang ngồi ăn uống này, em bé đạp xe. Không gian rất là yên bình, vô cùng đẹp nhưng mà vô cùng yên bình. Thì đó là những cái giá trị đặc trưng mà những sản phẩm của Eco Park mang tới. Đây là một cái khu vườn mà một phần nào đấy cho những anh chị ở xa, những người mà chưa có dịp để mình thực tế mình được nhìn thấy nơi đây giống như em á, mọi người sẽ cảm nhận được là nó sẽ là nơi như nào. Đây, có các anh chị cũng đang lên tầng để đi chơi. Cảm nhận cái không khí ở trên này, cũng là một khu vườn, cũng là một nơi đi bộ, nhưng mà cái cảm giác ở trên cái tầng 3 này nó sẽ khác cái cảm giác ở những cái nơi mà mọi người ở dưới. Luôn luôn thay đổi cảm xúc, luôn luôn tìm đến những cái không gian mới mẻ, tìm đến những cái không gian riêng và làm mới mình. Cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy relax hơn. Thì em nghĩ là đấy là những gì mà thiên nhiên mang lại và những cái không gian tươi đẹp, xanh mát mang lại. Cảm ơn các anh chị ạ. Em sẽ còn review nhiều hơn về những cái không gian sống bên trong căn hộ để cho các anh chị cùng được biết. Em cảm ơn ạ.